Đây tôi sẽ chế một cái cam để soi đêm. Đấy, cái cam hôm trước tôi mua trên Shopee là chiếc cam an ninh. Để tháo ra. Đó chỉ lấy cái mắt. Để tháo rất đơn giản thôi. Có một cái che mưa trên đỉnh. Bằng một con ốc như này, cái phía nắp mắt cam thì có bốn con ốc. Trong này là hai cái rác, đây là đường cho đường điện cho bóng led, bóng hồng ngoại, còn đây là đường tín hiệu. Thì tôi sẽ đo nhé. Rồi, đây là cái mắt cam này. Điện đây. Cắm điện cho nó này. Xem đèn sáng. Đấy, đèn hồng ngoại đã sáng này. Tôi chỉ cần thử đường vào. Thử cái 6V này thôi. Thử cái này bằng cái 6V nhé. Cái này 6V này. Cái này 9V cơ. Cái này 12V cơ. Cái này 9V này. Cái này 6V này. Thử đường 6V. Sáng rồi nhé. Hồng ngoại che vào nó mới sáng, che vào nó mới sáng. Rồi, ok, sáng. Đấy, đèn hồng ngoại và được tín hiệu AV. Rồi, đây. Rồi, đi. 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 Đi.
anh chưa có đi đâu của anh này đúng này anh chưa có điện được cái đó tương đối nét này, đây đây mới chiều phải này, tương đối nét nhé, rồi như thế là thành công. Cam đây đã truyền tín hiệu. Và bây giờ tôi sẽ phát hồng ngoại. Vấn đề là cái đèn hồng ngoại này. Vì tôi muốn chế cái cam này để soi đêm, soi bằng đèn hồng ngoại, cho nên bây giờ phải thử đèn hồng ngoại. Thử đèn hồng ngoại bằng cách lại lấy bộ nguồn. Lấy bộ nguồn cắm vào đây, cắm vào đây để cho đèn hồng ngoại hoạt động. Bây giờ tôi tắt điện đi. Khi tắt điện thì nếu chưa có hồng ngoại cái này đã bị tối rồi. Tắt cả màn hình à? Đúng rồi. À không. Tắt cái bóng này đi. Và bây giờ hồng ngoại đã hoạt động. Đèn hồng ngoại đã hoạt động. Sáng đấy. Đây, tôi còn có cái đèn ở ngoài này nữa. Cái đèn pin là rất là tốt. Rồi, chơi bằng đèn ở ngoài này. Đấy, đây đèn ở ngoài này. Cái cam này không nhìn được. Cam của điện thoại. Đó. Chơi bằng đèn ở ngoài này. Soi rất là sáng. Rồi, ok. Đây, đèn ở ngoài đây. Đúng. Được rồi. Đấy, bật điện. Lên thì nó lại nét. Bật điện lên. Sáng. Rồi. Như thế là được.